Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Thì video tiếp theo, Văn Khánh định là sẽ lên cho anh em một trận của League anh em nhé. League 1 của Pháp. Thì một cái trận đấu là khá là đáng chú ý. Nó có nhiều cửa ăn cho anh em. Đấy, nó cũng giống như cái trận mình vừa lên cho anh em. Đó là trận giữa Napoli và Sassuolo. Thì một lần nữa, mình rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ. Và nếu anh em đi qua, anh em mới nhớ để lại cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký nhé. Để mình có thêm cái động lực để có thể giúp đỡ anh em các cái mã kèo ngon ăn nhất anh em nhé. Ok, thì cái trận đấu mình muốn làm cho anh em đó là trận đấu giữa PSG và Troy anh em nhé. Sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng 10 này. Có nghĩa là ngày mai. Ngày mai anh em nhé. Đấy. Thì anh em có thể thấy đây là cái đội hình ra sân của hai đội, mỗi đội thiếu cho mình một hai con hàng để mình xem cho anh em những con hàng có đáng chú ý không nhá. Thì đây con hàng của bên PSG, con hàng Pereira thì cũng khá là đáng chú ý, đã thi đấu 9 trận này. Đấy, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. 9 trận đá khá nhiều vị trí nhưng mà chủ yếu là đá trung tâm anh em này, và giặt cánh có xu hướng là giặt sang cánh trái nhiều hơn. Thì đây thi đấu 9 trận rồi và 6 trận được ra sân ngay từ phút đầu tiên, và trung bình là thi đấu 57 phút mỗi trận anh em nhé. Con hàng cũng khá là đáng chú ý. Còn hai con hàng của Choi thì mình cũng sẽ xem luôn cho anh em. Choi thiếu đi cho mình một con hàng vô cùng ngon anh em nhé. Thi đấu 11 trận và ra sân từ đầu 10 trận. Đấy, trung bình thi đấu 80 phút một trận. Đấy, và có cho mình được 3 bàn thắng rồi này. Đấy, một con hàng khá là mạnh. Tadio. Rất là mạnh anh em nhé. Thì hôm nay phía Choi đã mất đi con hàng mũi tấn công nhọn của mình, mũi nhọn của mình rồi. Còn về phía con hàng này thì cũng không có gì đáng chú ý cả. Chỉ là một con hàng. Nhưng mà đây cũng là thi đấu ở phía tiền vệ trung tâm. Thì có nghĩa là khu vực giữa sân của bên Choi cũng đang khá là trống. Thì PSG anh em biết rồi. Có thiếu một hai con hàng thì cũng không có vấn đề gì cả. Còn đó là Neymar, còn đó là Messi và còn đó là Mbappe. Cái trận đấu này PSG được thi đấu trên sân nhà và họ cũng không quá vội vã làm gì với cái trận đấu này cả. Đấy, tại vì hiệu số bàn thắng cũng như cái điểm số của họ đang vượt trội hơn so với đội đứng thứ hai rồi. Thì còn Choi thì đang đứng ở vị trí thứ 11. Mình nghĩ là PSG trận này sẽ chỉ giành một cái chiến thắng bình thường thôi. Họ cũng chỉ cần một chiến thắng thôi mà. Còn cái hiệu số bàn thắng của họ thì hiện tại thì chắc là không ai có thể, không một cái đội bóng nào trong cái bảng đấu này có thể xô đổ được nữa rồi. Điểm số thì cũng khá là cách biệt rồi. Cách biệt một trận hòa, cách biệt mà một trận thắng và hai trận hòa cơ. Đấy. Thì mình sẽ xem qua mã kèo cho anh em ở trên nhóm anh em nhé. Ở trên web này. Thì chấp khá là cao anh em ạ. Chấp 2.75. Đấy. Tài xỉu cũng là 3.75. Nhà cái nhận định trận đấu này sẽ là một trận đấu hủy diệt Choi của PSG. Có thể là con ngựa thành Choi sẽ không thể vào được đến cổng thành. Thì với những cái mã kèo này thì mình cũng chưa có một cái gì đó gọi là tin tưởng con hàng PSG này lắm. Tại vì nó cũng không cần chiến thắng quá cách biệt làm cái gì cả anh em ạ. Để mình xem một số trận gần đây thì con hàng PSG nó đá với cái tỷ số như thế nào anh em nhé. 3-0 này, 1-0
không này. Đấy, 2-1 này. Không đều này. Đã thế thì anh em chết kèo châu Á suốt thôi. Đây là đá trên sân nhà anh em nhé. Thì cái trận PSG với Haifa này thì mình cũng có lên cho anh em đấy. Đấy anh em ăn full kèo luôn. Đấy. Đánh PSG chấp rất là cao. Mình nhớ là cũng chấp 2. Ăn rất là nhiều. Và tài. Tài cũng tầm 3.5 hay là 3.75 gì đấy. Đấy. Và ăn cả góc và thẻ nữa. Đấy. Những cái kèo hôm đấy mình nhớ không nhầm là mình ra cho anh em những kèo đấy. Đấy thì chiến thắng đậm nhất của họ gần đây là chiến thắng 7-0 ở C1. Còn cái chiến thắng gần đây nhất của họ trên sân nhà ở cái League 1 này thì là chiến thắng Marseille với tỷ số chỉ 1-0 thôi. Đấy, anh em có thể thấy mình sẽ mở cái trận đấu họ thi đấu này ra anh cho anh em xem nhá. Marseille này 1-0, họ ghi bàn ngay từ hiệp 1. Đấy. À, tài góc này. Xỉu thẻ này. Kiểm soát bóng 50-50. Đấy, có nghĩa là họ cũng thả cửa và chơi không quá ép sân so với Marseille. Đấy, thi đấu trên sân nhà đấy anh em ạ. Và cũng một cái đội hình như thế anh em nhé. Thì cái trận đấu này mình nghĩ cái thế trận nó cũng sẽ thế thôi. Đấy. Còn hàng PSG thì nó gần như là kiểu anh em ở quê có hay chơi kiểu là cái trò gì nhỉ? Trò bóng ma đấy. Đấy. Là nó sẽ kiểm soát bóng thôi. Và có thể nó cũng sẽ nhường cái sự kiểm soát bóng cho đối thủ. Đấy, như kiểu cái trận Marseille vừa rồi, 50-50, mỗi bên kiểm soát bóng một nửa. Không có gì là quá của cái trận đấu này cả. Thì với cái kèo chấp cao như thế này. Đấy anh em xem. Rất là cao. 2.75. Thì mình vẫn có một cái chút gì đó thiên về choi. Đấy. Nhưng. Ở đây còn một cái kèo khác rất là ngon cho anh em. Đó là PSG chấp 3. Đấy. Thì cái kèo này. Đấy anh em ạ. PSG họ chỉ cần chiến thắng thôi mà. Họ đâu có chơi nhà, họ đâu có ai chơi handicap này đâu anh em. Họ đánh kèo châu Âu chứ họ có đánh kèo châu Á như mình đâu. Đấy, nên là chắc là người nhà nó lương nó cao thế thì cũng không ai chơi đâu. Thì anh em nó cứ giữ cái tỷ số làm sao mà để nó chiến thắng thôi là được. Chứ còn nó không quan tâm đến cái kèo châu Á của anh em đâu. Nên là anh em tin mình. Trận đấu này sẽ không có quá nhiều bàn thắng đâu. Và cái kèo choi chấp 3, PSG chấp 3 choi này thì ăn chặt. Ăn chặt anh em ạ. Đấy. Bình thường thì mình sẽ nói với anh em là anh em chỉ nên tham khảo các mã kèo của mình thôi. Nhưng ở cái trận đấu này thì mình cái kèo chấp thế này cơ mà anh em. Đấy, bên ngoài anh em làm gì có cái kèo chấp 3 này. Thì ăn chặt anh em nhé. Cùng lắm thì anh em hòa tiền. Vậy thôi. Chứ còn để có một cái chiến thắng cao hơn thì mình nghĩ là PSG họ không cần thiết. Anh em ạ. Vấn đề là họ không cần thiết có một chiến thắng như vậy để làm gì cả. Họ có thể là sẽ ghi một hai quả rồi họ sẽ tung cái đội hình cho những con hàng chính nghỉ. Và chỉ đá với kiểu cầm chừng thôi. Đấy, cái lối đá của PSG là như vậy. Anh em, mình cũng cho anh em xem các cái trận trước rồi đấy. PSG đá trên sân nhà không có quá nhiều bàn thắng đâu anh em nhé. Đấy, và luôn chết kèo châu Á. Tài xỉu thì cũng thế. Đây có cái xỉu 4.0. Đấy. Bên ngoài anh em làm gì có cái xỉu này. 4.0. Đấy, ăn rất là cao anh em nhé. Ăn 0.87 đấy. Cao đấy. Thì anh em có thể tham khảo thêm. Còn về cái kèo góc và thẻ thì anh em nên đánh cái góc cho PSG là cái đầu tiên và anh em nên đánh cái xỉu thẻ à xỉu góc anh em nhé. Còn về thẻ thì mình sẽ cho anh em xem một số cái con xem con lại xem cái con hàng choi này nó sẽ thế nào.
để chúng ta cái vị trí của nó trên bảng xếp hạng xem nó có cạnh tranh được với thằng nào không. Đấy. Thì cái vị trí này thì cũng chẳng cạnh tranh được với ai anh em ạ. Nếu mà có lên được thì cái trận này thì chắc chắn là không Choi không thể thắng được rồi. Thì họ làm sao mà để cho cái hiệu số bàn thắng của họ cũng không biết lắm, nhưng mà bị đâm nhiều trái quá. Chứng tỏ là cái hàng thủ, để anh em để mình xem lại. Cái hàng thủ của con hàng Choi này khá là có vấn đề đây này. Thi đấu 12 trận, mỗi trận trung bình vào 2 quả. Đúng là một cái tỷ số rất là hợp lý, 2-0 3-0, anh em có thể gối thêm 3-0 cho cái kèo tỷ số nữa. Tỷ số đánh 2-0 cho PSG. Và đánh 3, anh em gối thêm 3-0 nữa. Đấy. Và cái kèo, anh em có thể vào thêm một cái kèo nữa. Là cái kèo mình vừa mới nhớ ra xong, một cái kèo khá là ngon mà mình đã quên cho anh em rồi. Em lại kèo một chút. Hiện tại thì nó chưa đủ kèo, thì lúc nào mình anh em có thể liên hệ với mình đấy qua Telegram cũng như là Zalo để mình có thể hỗ trợ anh em cái mã kèo mà mình hiện tại mình chưa nghĩ ra. Mã kèo khá là ngon ăn đấy. Thì đây chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình thôi nhá, để cho anh em có thể có được một cái góc nhìn vào một cái làm sao mà có một cái hướng đi cho các cái mã kèo của mình. Đấy. Anh em có thể tham khảo mình. Có thể mình không khuyến khích anh em lấy những cái video của mình, lấy những cái mã kèo trên video để có thể đem ra đánh bên ngoài. Hoặc đánh ở các trang khác thì mình cũng anh đánh em đánh ở đâu cũng được. Đấy, mình không khuyến khích. Tại vì còn rất là lâu nữa trận đấu diễn ra anh em ạ. Làm sao mà anh em có thể đem tiền của mình đầu tư một cách vớ vẩn như vậy được? Không thể như thế được nhá. Tất cả những cái mình nói chỉ là để tham khảo thôi và là ý kiến cá nhân của mình. Anh em nên nhắn tin cho mình thì hơn. Đấy. Telegram và Zalo mình có sẵn, anh em nên nhắn tin vào đó để mình có thể tạo cho anh em một cái sân chơi nó xanh chín và nó uy tín. Đấy. Nó an toàn hơn là việc anh em đi ra ghi ngoài anh em nhé. Thì cũng rất là cảm ơn một người anh để xem mình xem bình luận ở video nào cái trận Brighton đây mình sẽ cho anh em xem đấy. Rất là cảm ơn người anh đã có những cái đóng góp cho em và để em có thể cải thiện được cái bản thân mình và em cũng nói thì đây chỉ là cái nhận định cá nhân của em thôi nên là anh có thể thông cảm và nếu anh có điều gì muốn nhắc nhở em muốn tham gia với em thì có thể nhắn tin cho em cũng được và có thể bình luận anh em cũng thế có thể để bình luận ngay dưới video để cho mình có thể đọc được và sửa đổi bản thân anh em nhé. Mình cũng xin kết thúc cái video này ở đây thôi. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.